Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ tiếp nối chương trình qua bài ca Hỏi Gió Về Đâu, sáng tác từ Hải. Dàn nhạc Văn Ngọc đờn guitar, Quỳnh Tuấn đờn kiềm, Duy Khôi trần tranh, Hà Tiến đờn violon. Buồn vui hay dở trong nhân thế, xóa dịu sầu với những mảnh đời. Gió hỡi về đâu xin chở giùm tôi nỗi sầu nhân thế. Dù ở nơi đâu biên gần cuối bể phiền lý cõi trần nhớ ai tránh làm người trí thức, đem trí tài xây
quên là khuôn thước làm người trong trời đất. Đơn vì lợi danh mà lương tâm đánh mất, rồi thẹn với có cây thiên hạ chê cười. Gió hỡi về đâu đến muôn nơi, cho tôi nhắn gửi mấy lời. Quê hương đổi mới văn minh lắm, phố phường tấp nập thật là vui. Mỗi người cao tuổi câu lạc bộ dưỡng sinh, thăm hỏi chân tình mỗi khi đau ốm, từng thôn xóm ngôi nhà tình nghĩa đầy ắp những niềm vui. Hỏi từ thiện nhà dưỡng lão nhiều nơi, người già cơ nhỡ đời